Sony Xperia M2 được giới thiệu vào đầu mùa năm 2014 và nó được mọi người chú ý bởi việc đây là một thiết bị tầm trung nhưng lại mang cái phong cách thiết kế của cái dòng Xperia Z cao cấp. Tuy nhiên thì lúc bán ra thị trường với mức giá khá cao, M2 chưa được lòng nhiều người cho lắm. Và bây giờ khi mà cái phiên bản sách tay chỉ còn mức giá là rơi vào khoảng gần 4 triệu thì đây là một sản phẩm thực sự tuyệt vời để mọi người đắn đo trong phân khúc tầm trung. Và hôm nay mình sẽ gửi bạn bài đánh giá chi tiết về chiếc Sony Xperia M2 này. Cảm ơn cửa hàng Mobile City đã cho mình mượn chiếc Sony Xperia M2. Nếu quan tâm về giá bán của sản phẩm này, các bạn truy cập website mobilecity.vn. Ngôn ngữ thiết kế của dòng Xperia Z thì mọi người đều hiểu, tức nghĩa là mặt trước và mặt sau thì nó đều làm phẳng hoàn toàn và các phần xung quanh của máy thì được làm góc cạnh. Nếu các bạn đã từng thấy Sony Xperia Z1 như thế nào thì chiếc M2 y hệt như vậy, không khác một chút nào về ngôn ngữ thiết kế. Có chăng M2 là một thiết bị tầm trung, vì thế nên nó sẽ có thay đổi một vài thứ. Mặt lưng này là làm hoàn toàn bằng nhựa, chính vì thế nên nó sẽ để lại mồ hôi, dấu vân tay. Bên cạnh đó thì mặt lưng để lại mặt bàn nhiều, nó sẽ bị xước rất là rõ rệt, để lại các cái dấu vết trên cái phần mặt nhựa của chúng ta. Ba phần góc gồm trái, phải và bên trên thì đều làm bằng nhựa, sau đó nó có phủ lên một cái lớp bóng, nó trông giống như kiểu là một cái tấm gương. Các bạn hoàn toàn có thể soi được bản thân mình vào cái phần tấm gương ở các cái góc cạnh này. Thiết kế như vậy nó sẽ trông máy khá là sang. Tuy nhiên ở cái ngôn ngữ thiết kế Omnibalance của Sony thì có một điều mà chúng ta chưa thể hài lòng được, đó là nó làm dư thừa quá nhiều ở phần trên và dưới. Hiện nay thì kể cả Z2 hay Z3 thì đều có bị hiện tượng như vậy, khiến cho Xperia M2 là một thiết bị có màn hình 4.8 inch, tuy nhiên lại dài hơn trông thấy so với những cái thiết bị khác trong cùng với phân khúc và có cùng cái màn hình tương tự như vậy. M2 sẽ to hơn so với màn hình, nên cầm trong tay thì các bạn sẽ thấy là nó tương đương những sản phẩm có khoảng màn hình từ 5.2 inch trở lên. Các chiếc Xperia M2 thì được có một trọng lượng khá là đầm, cầm tay rất là thoải mái và dễ chịu. Các góc cạnh này có bo tròn mềm mại hơn để người dùng có thể nắm trong tay thoải mái. Phần loa ngoài bên dưới của M2 là một cái điều mà mình không hài lòng. Mặc dù nó thiết kế khá là đẹp và trông ấn tượng, nhưng mà loa ngoài của M2 rất là bình thường, không quá chất lượng. Bên cạnh đó nó lại để ngay ở bên dưới đuôi. Tức nghĩa bạn nào mà cầm máy theo chiều ngang, chúng ta chơi đua xe chẳng hạn, hay là chúng ta xem phim nhiều, lập tức là cái phần âm thanh sẽ bị giảm đi do cái tay chúng ta đã bị tì lên. Màn hình là một cái nữa mà chúng ta cũng chưa thể hài lòng được với Sony Xperia M2. Nó có kích thước là 4.8 inch, tuy nhiên chỉ sử dụng độ phân giải QHD. Độ phân giải này khiến cho M2 khá là rỗ. Tuy nhiên thì ở phần giao diện người dùng, Sony đã làm khá khéo khi mà đưa các biểu tượng nó nhỏ đi chứ không làm lớn. Thế nên mà các bạn sẽ chưa nhìn ra ngay các cái vết răng cưa này cho khi chúng ta chơi game cũng như sử dụng nhiều hơn. Màn hình này thì được có một điểm cộng, đó là màu sắc rất là tự nhiên, trung thực. Bên cạnh đấy độ sáng cao khiến cho ra ngoài trời của M2 hiển thị cực kỳ tốt. Có thể nói trong phân khúc giá rẻ tầm khoảng 4 triệu đồng thì Xperia M2 có màn hình hiển thị ngoài trời xuất sắc nhất. Cái thiết bị này của chúng ta có vi xử lý Qualcomm Snapdragon 400 và RAM của nó là 1GB. Đây là một cái cấu hình khá là phổ biến hiện nay. Tuy nhiên thì do chỉ gánh cái màn hình là QHD thay vì màn hình HD giống như các sản phẩm khác, thành ra cái trải nghiệm hiệu năng của M2 rất tốt. Mọi thao tác của mình đều rất nhanh và mượt, ít khi có hiện tượng lag và giật trên cái thiết bị này. Chính xác ra thì mình cũng chưa gặp phải với cái nhu cầu bình thường của mình. Khi mà mình chơi những tựa game như Asphalt 8, Temporan 2, mọi thứ đều rất là trơn tru. Đúng là phải cảm ơn cái màn hình này một phần là nó đã khiến cho cái hiệu năng của máy tốt hơn với cùng cái cấu hình tương đương với các sản phẩm khác trong phần cùng phân khúc giá này. Tuy nhiên trải nghiệm chơi game như mình đã nói là màn hình chưa thực sự xuất sắc, nên mà khi chơi những cái tựa game như Asphalt 8 dễ thấy có vết răng cưa. Phần mềm Xperia M2 thì có khá là nhiều cái nổi bật, như là chúng ta có thể chạy đa nhiệm cửa sổ với các ứng dụng nhỏ rất là vui và linh hoạt. Cái này có thể hoàn toàn download thêm các ứng dụng mở rộng trên Play Store và người dùng có thể làm những việc như là chúng ta có thể chụp ảnh trực tiếp mà không cần phải mở camera lên, hay là lướt song song cả trình duyệt internet với các ứng dụng khác, hay là mở lên những cái bàn phím máy tính, check mail vân vân. Nó chính là một cái khả năng chạy đa nhiệm cửa sổ cực tốt, và trong phân khúc giá 4 triệu đồng thì M2 đang sở hữu tính năng rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì người dùng cũng khả năng cân chỉnh lại màu sắc màn hình sao cho nó phù hợp. Hiện nay màn hình M2 thì hơi nghiêng về màu vàng, thế nên chúng ta có thể cân chỉnh thêm những cái tông màu xanh để cho nó dịu nhẹ hơn. Bên cạnh đó thì Sony trang bị vào đây những cái trải nghiệm về âm thanh tốt, về trình nghe nhạc Walkman rất đẹp và sinh động. Đây là những cái mà người dùng Sony đã thấy quen rồi, còn ai chưa dùng Sony sẽ cảm thấy nó khá là thú vị. Camera cũng là một cái mà được Sony tập trung vào phần mềm nhiều, đó là chúng ta có thể mở rộng với những cái ứng dụng download từ bên thứ ba về thêm cho cái phần camera thông minh hơn, như là chúng ta có thể chụp được ảnh PDF scan này, chụp motion shot 360 panorama, chế độ làm mịn da vân vân. Đây là những cái chế độ rất hiếm khi gặp được ở những cái thiết bị giá rẻ tầm khoảng 4 triệu đồng như M2. Chính vì thế nên mà các bạn đang cần một sản phẩm mà để nghịch nhiều về camera thì đây là một sự lựa chọn tốt. Tuy nhiên camera M2 chỉ thực sự xuất sắc khi mà làm việc ở điều kiện bình thường đủ sáng, đem lại màu sắc tự nhiên và chi tiết tốt. Nhưng mà vào điều kiện thiếu sáng một chút thôi, lập tức camera M2 đã thể hiện sự yếu kém của mình. Chi tiết bị mất nhiều, hình ảnh bị bệt lại và thậm chí là cân bằng trắng đôi khi bị lệch. Cùng một vị trí bức ảnh chụp hai lần nhưng lại đưa ra hai tông màu hoàn toàn khác nhau.
camera trước của M2 thực sự là quá tệ. Nó cảm giác như là camera này chỉ để làm cho có khi mà đầy đủ các bộ phận của một thiết bị mà thôi. Còn camera trước của M2 rất kém. Camera VGA này thu sáng yếu và hình ảnh của nó bị giật liên tục, không đem lại một cái chất lượng tốt như mình mong đợi. Nếu bạn gái nào định mua cái sản phẩm này để về tự sướng thì có lẽ là nên đổi sang một sản phẩm khác, hoặc là chúng ta phải tự sướng bằng camera sau. Thời lượng pin của M2 thì chỉ nằm ở mức trung bình mà thôi, có thể sử dụng được 1 ngày, hoặc là cho ta nếu kích hoạt chế độ battery stamina thì có thể được 1 ngày rưỡi. Máy khá ấm lên trong quá trình sử dụng, nếu mà chơi game nhiều, lập tức là nó sẽ ấm từ cái phần camera xung quanh này. Tuy nhiên đây là một vị trí mà tay người dùng không với lên và thao tác thường xuyên, nên ta sẽ không cảm nhận được một cách rõ rệt. Và do thân máy làm bằng nhựa nên nó sẽ không truyền đến tay chúng ta khá nhanh. Xperia M2 có một điểm nhấn mà như lần trước trong bài mở hộp mình đã giới thiệu, đó là ở bên cạnh hông trái có thể sử dụng được kết nối USB OTG. Kết nối với USB ngoài mở rộng bộ nhớ, chúng ta xem phim, chúng ta xem ảnh, hoặc là chúng ta có thể kết nối được chuột và bàn phím vào đây. Như vậy mình hoàn thành xong cái bài đánh giá chi tiết về Sony Xperia M2. Ngày xưa vào khoảng 7 triệu đồng thì chắc chắn là mình sẽ không đánh giá cao sản phẩm này. Tuy nhiên 4 triệu là một điều hoàn toàn khác. Có một số điểm mạnh, đó là thiết kế của nó đẹp, sang trọng. Thứ hai là màn hình của nó ra ngoài trời hiển thị cực kỳ tốt. Nếu ai là một người hay hoạt động ngoài trời thì đây là một sự lựa chọn cực kỳ tốt. Thứ ba là hiệu năng của nó nhanh, mượt. Chúng ta có thể thoải mái chơi game và trải nghiệm các game nặng trên sản phẩm này. Thứ tư là camera của nó chụp điều kiện bình thường rất tốt và đem lại nhiều cái sự tùy biến các phần mềm mở rộng. Tuy nhiên thì các bạn sẽ không lựa chọn M2 cũng như là một số điểm yếu cân nhắc để người ta bảo vệ máy tốt hơn. Như là cái phần mặt lưng này khá là dễ trầy và để lại các cái vết mồ hôi dấu vân tay. Chúng ta cần phải bảo vệ M2 khá là kỹ. Thứ hai, phần màn hình hiển thị không tốt. Rõ ràng là ở cái phân khúc giá hiện nay như Zenfone 5 hay một số sản phẩm như của Wiko có màn hình hiển thị HD sắc nét hơn và đẹp hơn so với màn hình của chiếc Xperia M2. Thứ ba là cái chiếc Sony Xperia M2 camera trước quá kém, gần như là không đem lại hiệu quả sử dụng đối với người dùng. Thế nên ai mà mua máy về tự sướng thì hãy cân nhắc cái yếu tố này của Xperia M2. Như vậy là mình hoàn thành xong bài đánh giá chi tiết. Cảm ơn cửa hàng Mobile City đã cho mình mượn chiếc Sony Xperia M2. Nếu quan tâm về giá bán của sản phẩm này, các bạn truy cập website mobilecity.vn. Hiện nay mình mới thấy ở Mobile City là có bán M2 sách tay có mức giá là rơi vào khoảng 4 triệu, còn nó là đang bán ở thị trường chính hãng với giá cao hơn nhiều. Các bạn có thấy video cũng nhấn like, share với bạn bè. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.